Cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Wow, không khí Noel đang tràn ngập trường quay của chúng ta. Chúc cho quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vào một mùa đông ấm áp như thế này, chúng ta sẽ cùng chào đón một khách mời đến với chương trình và gặp gỡ một bạn fan. Hãy cùng Huy gặp gỡ bạn ấy nha. Xin mời. Yeah, một rừng hoa luôn. Em xin chào anh MC và tất cả mọi người. Em tên là Vân An, em đến từ Hà Nội ạ. Em thần tượng anh Nguyễn Đình Vũ. Bạn đã yêu thích thần tượng của mình từ khi nào? Từ cái bài hát Không Cảm Xúc của anh Hồ Quang Hiếu ấy ạ. Đó là bài hát đó nổi tiếng và em có tìm hiểu anh tác giả của bài hát đó thì em biết đến anh Nguyễn Đình Vũ ạ. Em gặp anh Nguyễn Đình Vũ chưa? Đến bây giờ thì em vẫn chưa được gặp anh Nguyễn Đình Vũ. Nhưng mà em có theo dõi trang Facebook của anh ấy mà anh ấy lấy vợ. Thì em vẫn theo dõi cuộc sống của anh ấy thường ngày ạ. Và không để cho em phải chờ đợi lâu nữa. Ngay bây giờ sẽ là lần đầu tiên để em gặp gỡ ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, thần tượng của mình. Xin mời. Nhịp điệu cha cha cha. Nhịp điệu cha cha cha. Techno. Dập dập bẻ, dập bẻ, dập bẻ, bẻ là dập dập dập, 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 dập rồi. Dạ, em ra em chưa có khởi động mà. Dạ. Nãy giờ thấy một nguồn năng lượng tràn trề mọi người ạ. Và lời nói đầu tiên cho Ngô Đình Vũ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cũng như là MC đẹp trai xinh đôi giống tôi và một cô gái tên là Vân An đến từ Hà Nội. Một lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt trân trọng nhất. Wow. Một mùa Noel sắp đến rồi, chắc chắn là Vũ cũng sẽ có một vài món quà khi mà tham gia chương trình cùng với chúng tôi đúng không? Hồi nãy em có nhắc tới một ca khúc Không Cảm Xúc của Hồ Quang Hiếu. Em biết bài đó của anh sáng tác đúng không? Vậy thì tại sao mình không tặng cho cô bé này cũng như khán giả bài Không Cảm Xúc do chính em thể hiện luôn? Thật sự? Đúng vậy. Có gì mới không? Đây là một bản phối hoàn toàn mới do một producer nổi tiếng đẹp trai Việt Nam hòa âm cho Nguyễn Đình Vũ. Đố anh biết là ai? Là Nguyễn Đình Vũ luôn đó anh. Dạ, là em luôn đó. Ừ. Xin mời, hãy cùng đến với ca khúc Không Cảm Xúc. Là một fan hâm mộ của Michael Jackson. Đâu có fan hâm mộ anh, tôi chính là con ruột của ông. Trời, gì đó? Ba Michael mà. Sao nói tiếng Việt gần đó vậy? Là tại vì tôi vào Việt Nam rất lâu rồi. Nên tôi chứ không thôi là vậy này là hello. How are you today? My name is Michael Jackson. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay, là phần mà dành riêng cho bạn Vân An để có thể đặt những câu hỏi cho thần tượng của mình.
Em chuẩn bị ít câu hỏi lắm, có 5 câu hỏi thôi à. Hỏi nhiều quá mới công Nguyễn Đình Vũ stress. Không biết người trả lời stress hay là người hỏi stress đây. Với cái miệng này xin lỗi quý vị, không hề stress đâu nha. Nhưng một cái điều mà lưu ý á, thì chúng ta sẽ phải dành một cái lời hứa cho chương trình cũng như là bạn fan của mình. Tôi là Nguyễn Đình Vũ, tôi xin hứa với chương trình là tôi sẽ trả lời đúng với tất cả những câu hỏi. Nếu mà tôi không trả lời đúng, tôi sẽ bị giảm đi 10 kg. À lộn, bị tăng lên 10 kg. Dạ tôi, anh Huy ảnh nhảy quá, em định gài ảnh với bé An mà không được. Dạ quý vị, em xin lỗi. Câu hỏi đầu tiên, tiện anh nhắc đến cân nặng thì em muốn hỏi là cái động lực nào mà khiến anh có thể giảm cân được nhanh đến như vậy? Vào khoảng 4 đến 5 năm trước là Nguyễn Đình Vũ đã chạm mốc tới một cái số cân nặng, tôi nói khủng khiếp anh. Một cái số cân nặng mà nó rơi vô cái con số tầm khoảng 113 đó anh. 113 kg. Lúc đó em ngồi không vừa cái ghế thu âm của em anh. Thiệt luôn. Sao em mới đi ra cái cửa ấy mà em suy nghĩ, không lẽ mình lên ký trời. Là lúc đó là đỉnh điểm chưa? Dạ em lúc đó em mới đứng lên cân. Tại vì nhà có một cái cân mà em nó hứa với lòng là không báo giờ tôi lên cân đâu. Mồi khi tôi lên cân là tôi buồn. Nên em mới quyết định là thôi giảm cân vì sức khỏe. Có một lần á, diễn xong mình lên xe mở máy lạnh pha vô mặt mà mình thở không được. Sợ quá bắt đầu về mới quyết tâm là phải giảm cân vì sức khỏe chứ. Đâu có ngờ anh, giảm cân xong tự nhiên thấy gương mặt thon gọn. Khán giả nhìn khen, trời wow đẹp quá. Thích. Khoái luôn. Có thêm động lực để giảm nữa. Lúc đó em quất một cái rột từ 113 kg, em xuống lại còn 87 kg. Sơ hơn 20 kg. Dạ. Có bao giờ mà vợ của Vũ ở nhà phàn nàn về cái số cân nặng của mình không? Vợ em có thể được gọi là một trong những người phụ nữ rất là tuyệt vời. Anh hiểu không? Tức là khi mà em mập lên là sẽ kiểu như là, rồi Vũ ơi, Vũ đừng có ăn nữa, Vũ lên ký vậy mất công mọi người nói Vũ không có biết giữ hình tượng ca sĩ này nọ. Miệng quấy thì nói, còn tay quấy thì đang nấu trà sữa anh. Nhưng mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau là xưng tên như vậy hả? Dạ, tại vì ngày xưa tụi em là bạn. Trời ơi, em ráng sửa xưng anh em lắm rồi đó. Tại vì hai bên ba mẹ cũng kêu nó là hai bay lấy nhau rồi, hai bay ráng xưng nhau anh em đi để cho dòng họ bạn bè đồ thấy cho nó đàng hoàng đó. Cái đó là bên nhà vợ em nói dạ. Quay qua em nhìn vợ em mà trời, hai đứa nổi hết da gà thôi. Không, nhưng mà nghe cái cách mà xưng hô bằng tên nó nghe nó dễ thương lắm. Là tụi em là từ một cái mối quan hệ bạn bè rồi tiến tới hôn nhân, cho nên sẽ có những cái góc khuất mà những cái cặp vợ chồng họ không tâm sự với nhau được mà những người bạn lại tâm sự được. Thì em mới thấy em cũng có may mắn khi mà em có được dịp một trong những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời em. Động lực giảm cân chỉ là để cho mình mà giờ em thấy anh đang 97 kg đó, em có câu trả lời rồi. Nhưng mà em nhìn có thấy anh là mập hơn hay là ốm hơn con số 97? Em thấy là bây giờ vừa rồi đấy, bởi vì là khi mà mình có thân hình như này thì mình sẽ có nhiều sức sống hơn. Trời ơi, em nghe con bé nói mà em mát lòng anh. Nghe tự nhiên mình nói là thôi không cần phải giảm cân nữa. Tự nhiên em thấy rằng là giống như là trà sữa và thịt kho là những điều đúng đắn. Rồi hôm nay em bận thêm một cái đầm mà đầy bông nữa. Trời ơi, anh thấy tiện cái hào quang em nó chiếu chiếu vậy nè. Rồi câu hỏi đầu tiên thì rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Và không biết là câu hỏi thứ hai thì có nhẹ nhàng và làm êm ái thần tượng của mình hay không? Thực ra thì lúc đầu câu hỏi thứ hai của em là sau kết hôn thì cuộc sống của anh như thế nào ấy. Nhưng mà vừa nãy anh có chia sẻ là vợ anh là bạn, sau đó mới thành vợ, nên em nghĩ là cuộc sống trước và sau của anh chắc cũng giống nhau. Vì trước thì đó hai người đã quá hiểu nhau rồi. Để anh chia sẻ nhiều hơn để cho em hiểu ha. Là từ cấp 2 rồi bắt đầu sau đó vô đại học năm 1 á, là vợ anh cũng vào đại học năm nhất luôn. Đang là một cái đứa trẻ vừa bộn bề công việc, lúc đó em cũng đang tập sáng tác, cho nên có được một người phụ nữ ở bên mình á, phụ cái việc mà ghi chép sổ sách rồi nói chuyện với khách hàng giùm. Tại vì em không nói chuyện với khách hàng được. Mỗi lần mà người ta gọi cho em, người ta nói alo phòng thương Quang Đình Vũ xin nghe, là người ta không muốn nói chuyện nữa anh. Ôi sao kỳ vậy? Người ta nói cái giọng em chất quơ giống như là dưới quê, mà trong khi người ta gọi tôi qua em, nhưng mà với giọng của vợ em là khác. Dạ vâng, phòng thu Nguyễn Đình Vũ xin được nghe máy ạ. Ngọt hơn, nó ngọt ngào, ngọt như là miếng lùi rót vô tai. Tới năm 22-23 tuổi là dự định cưới rồi. Xong cái vợ em mới nói là Vũ vẫn đang đi làm, vẫn đang để dành tiền, vẫn chưa có nhà. Thôi thì thay vì mình để cái số tiền để dành để mình cưới thì giờ mình mua miếng đất hay gì đi, rồi để sau này mình an cư rồi mình cưới mới được. Thì thế là em lấy tiệm đi mua đất. Xong cái tới năm 25-26 tuổi là chuẩn bị cưới rồi. Tại vì nó mua đất xong rồi cái vợ mới nói ba mẹ thì cũng biểu cưới rồi mà thấy mình cũng vẫn chưa có an cư, thôi ráng thêm chút xíu nữa xây lên căn nhà đi rồi cưới. Là mãi tới tận anh mới cưới cách đây 2 năm là 29 tuổi á. Những cái đắng cay ngọt bùi chia sẻ, những cái lúc mà anh thất bại ở trong cuộc sống, những cái lúc mà anh gặp những cái biến cố, rồi sau đó anh phất lên như diều gặp gió, rồi những cái đó là dịp đã đều trải qua được hết. Và cho tới thời điểm này là khi mà ở với nhau được, đương nhiên mình sẽ không còn mặn nồng được như tình yêu sét đánh ban đầu, nhưng mà nó sẽ còn lại cái sự thân quen, cái sự ruột thịt, cái gì đó mà mỗi buổi sáng mở mắt dậy thấy kế bên phải có. Ngày hôm nay chúng ta ngập tràn những cánh hoa, kể lại những khoảnh khắc một đời anh mong, người con gái anh yêu lung linh trong chiếc váy trắng.
tuyệt vời quá. Nói nghe nè, trong cái khoảng mà thời gian nó phải nói là cũng khá là dài đúng không? Dài đó. Thì anh không biết là nó có trục trặc gì không ở trong cái khúc giữa đó, hay là nó cứ êm đềm từ đó đến nay? Trong cái năm đầu tiên á thường ngọt ngào lắm anh. Bắt đầu qua cái năm thứ hai á, khi mà mọi thứ mà gạo mà đã xây thành cá mà kiểu dạng như là cá mà đã câu rồi thì không muốn tốn mồi nữa, thì cái năm thứ hai sẽ là cái năm nó bình lặng. Lúc đó những cái thói hư tật xấu của hai đứa bắt đầu nó dần xì ra. Mình trải qua được cái năm 2 tới cái năm 3 là cái năm kinh khủng nhất. Đôi khi phụ nữ hoặc là cái người đàn ông đó họ sẽ có suy nghĩ gì nè: tôi chết rồi, sao mình không còn cảm thấy yêu như ban đầu nữa, sao mình không thấy ngọt ngào như lúc ban đầu nữa. Ở một mình thì mình thấy vui hơn là khi ở kế bên. Và hơn sao cái tụi em trong thời điểm đó là hai đứa là mê ăn mê ngủ của anh. Là em có đi hát, em làm phòng thu gì, tới buổi tối hai đứa sẽ mở một cái game show hoặc là một cái bộ phim Hàn Quốc gì đó lên, hai đứa cùng làm cơm, cùng coi, ăn rồi nằm ôm nhau ngủ, là cảm thấy very good. Và với câu trả lời đó thì chắc chắn là mình cũng cảm thấy rất là vui đúng không? Rồi xin mời em một câu hỏi nữa. Bởi vì là hỏi về chuyện tình cảm cá nhân rồi nên bây giờ em sẽ hỏi về công việc của anh. Thì cái bài hát đầu tiên mà anh sáng tác ấy, thì cái cảm hứng của anh là bắt nguồn từ đâu? Từ gia đình của anh. Đó là một cái sáng tác đầu tiên của anh là năm đó anh 14 tuổi. 14 tuổi đã sáng tác rồi. Dạ, trời cái bài nhạc nó thấy ghê lắm anh. Đó là em đi học đàn, học gan. Xong cái em cũng đam mê thử viết thử vài nốt nhạc ra, xong rồi em viết một cái bài là ước mơ của gia đình tôi, rồi em mới lấy cái ca khúc đó em mới hát thử cho ba hay là cho các anh nghe. Trời ơi, nhà em nói chung là cũng thương mà hiểu lắm, ai cũng lắc đầu. Nope. Ai cũng nói là Vũ ơi, con có lẽ cần phải học thêm môn văn, và những cái nốt của con khi lên cao nó có cái chế độ nghẹt mũi. Nếu quý vị có thời gian có thể lên mạng tìm là những ca khúc của Nguyễn Đình Vũ hát cách đây 14-15 năm, nó nghe giọng giống như là một chú vịt con biết hát vậy. Nhưng mà kế những cái bài đó bắt đầu khi mà anh được ba anh góp ý, anh trai của anh góp ý, bắt đầu anh mới học cái tư duy, mình phải học những cái lối văn viết vô làm sao để cho ca khúc mình nó hay hơn. Thì bắt đầu tới cái sáng tác thứ hai, sáng tác thứ ba là bắt đầu bán được có tiền. Rồi tay cầm cái tiền nó lên mình, nên mình nhìn nó trao wow, sáng tác có tiền đâu, để lên tráng viết quá trời anh luôn. Sáng tác thứ hai của anh viết là bài Ký ức một tình yêu. Chợt nghĩ lại những phút giây đã bên em từ khi ấy. Đã mới nghe nè, ba của Vũ với là anh của Vũ có yêu thích nghệ thuật giống như Vũ không? Không có yêu thích nghệ thuật mấy đâu. Ba Vũ làm ca sĩ à, và anh Vũ là làm nhạc công. Ba của Vũ là ca sĩ Nguyễn Đức Vượng. À, nhà em có ai theo nghệ thuật hay không? Nhà em không có ai theo nghệ thuật. Hiện tại thì em là diễn viên ạ. Tức là em theo nghề diễn này được bao lâu rồi? Em theo nghề diễn được 2 năm sau khi ra trường rồi. Cho anh Vũ thắc mắc chút xíu nha. Thì khi mà em diễn là em thường sẽ được phân vai là một cái vai hiền hay là một cái vai dữ? Em thì lúc tốt nghiệp thì em thường được giao vai hiền, nhưng mà đến lúc vào sân khấu Hồng Vân thì em được giao vai ác. Bây giờ mình ví dụ một cái được không anh? Giờ anh sẽ vô một cái vai gọi là mẹ ghẻ. Anh đang ăn hiếp em là tại sao hôm nay làm đổ nồi cơm ha. Rồi em diễn một cái nét buồn cho anh 3 phút thôi cũng được. Tại sao vậy? Dân An, lý do gì làm đổ hết nồi cơm của mẹ vậy con? Tại sao hư vậy? Rồi, wow. 10 điểm rồi, nhưng chỉ cần cái nức nở đó thôi. Rồi ngược lại thì anh sẽ làm cô gái bị em ăn hiếp. Vô vai mẹ ghẻ liền nhớ thoại không? 2, 3 kìa. Không, chứ ba mày kìa. Chào ba mày đi. Dạ dạ xin lỗi, tôi vô rồi đó. Trời, anh ơi, cái sợ sợ quá. Em muốn té xuống ghế luôn. Rung hết trơn rồi, chân cẳng rung hết trơn rồi. Rớt mà rớt luôn. Quá xuất sắc luôn rồi. Chỉ có một cái nét nhẹ qua cái ánh mắt thôi. Dạ, tới anh đó, dạ. Thôi chúng ta tiếp tục chương trình nha. Và một câu hỏi nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 dành cho Nguyễn Đình Vũ. Em thấy anh nói là khi mà anh bán được nhạc ấy là anh thấy rất là vui đúng không? Vì được nhận tiền từ việc bán nhạc ấy. Vậy khi mà anh sáng tác một sản phẩm âm nhạc mới ấy, thì cái việc đầu tiên mà anh nghĩ đến là anh muốn bán cái sản phẩm đấy cho một cái ca sĩ nào đó, hay là anh muốn ưu tiên cho bản thân mình tự hát hơn? Bán bài là cái, nó là cái công đoạn thứ 3, thứ 4 rồi. Thường là mình thu nạp cảm xúc trước. À, thí dụ như mình thu nạp những cái cảm xúc đau khổ chia tay của anh Huy với bạn gái chẳng hạn. Khi mà viết hoàn thành xong rồi bắt đầu mới chọn hướng đi cho ca khúc. Chứ mình không thể chọn hướng đi cho ca khúc chẳng hạn như là bán cho ca sĩ nào. Tại vì thời thế bây giờ là công nghệ 4.0 rồi. Chúng ta không có còn bán nhạc như 15 năm trước nữa. Thì ngay đầu tiên khi viết nhạc em đừng có bận tâm mấy cái đó, em sẽ viết không được đâu. Giống như thì nhé, ngày hôm nay tôi buồn vì người xa nhau. Thì em tập trung em viết được, còn em đang tự em tật bận tâm với mấy cái đó. Ngày hôm nay tôi buồn không biết bán bài được bao nhiêu là chết. Em sự phân tâm không viết được đâu em gái à. Đấy, một cái hay của Nguyễn Đình Vũ nha. Ảnh nói không mà nó cũng ra một bài nhạc nữa. Cái giai điệu nó nằm ở đâu trong người á. Bởi
bởi vì từ từng, như chị Việt Hương có nói đó, trời ơi Vũ ơi Vũ, nhạc của Vũ nó nằm trong từng cái thớ mỡ của mày đó Vũ. Ok, rất là nhẹ nhàng với những câu hỏi mà rất là vui nhộn mà em đặt ra cho Nguyễn Đình. Sao anh Vũ trả lời, em có hài lòng không? Em rất hài lòng. Em rất hài lòng. Việt nha bé em đó, bố anh có quay MV anh mời em đóng nha. Hay gì trời. Vậy nam chính là anh MC này. Và ca khúc này sẽ được triệu view và thu về một số tiền khá khủng. Chưa gì mà đã làm quảng cáo giờ em sẽ viết anh à. Dạ. Rồi ok, bây giờ sẽ dành thời gian cho Vân An tiếp tục ạ. Câu hỏi cuối cùng của em là, bởi vì em nghĩ là mỗi một người nghệ sĩ ấy, sẽ có một cái giống như là cái tượng đài mà mình noi theo ấy, từ tính cách này đến cuộc sống rồi là sản phẩm của họ. Thì anh có một cái thần tượng nào mà anh theo đuổi để có thể sáng tác âm nhạc được không? Nếu nói về thần tượng thì chắc mỗi năm sẽ có mỗi thần tượng khác nhau. Tại vì Vũ làm sản xuất âm nhạc mà, thì mình không thể nào mà mình không có thay đổi, luân chuyển được. Tức là cái âm nhạc cứ mỗi tháng là nó đã thay đổi rồi, chứ mình đừng nói chi mỗi năm, là mỗi khi thay đổi nó sẽ có một cái người nghệ sĩ mới, một cái talent mới, một cái KOL mới, họ sẽ hát cái đó thì chúng ta phải nghe, và nếu nó là hay, nó hợp với cái gu mình sẽ phải học hỏi theo. Để làm gì? Để học hỏi cho vốn sáng tác của chúng ta trở nên thêm nở hoa, mà mỗi khi ca sĩ đặt bài chúng ta còn bị ớ hự đó. Đấy, như là đa màu sắc. Ừ, đúng rồi. Còn mà thần tượng mà để anh Vũ mà lên sân khấu hát thì chỉ có một thôi, đó là ba của anh Michael Jackson nãy có nói ban đầu á. Nói nghe nè, trong khoảng thời gian sắp tới á, thì Vũ có những dự định gì? Năm nay cho em là một cái thể loại nhạc mà chắc ít ai nghĩ tới, đó là nhạc cha cha cha. Điệu nhảy cha cha cha. Ủa em có biết cái nhịp điệu cha 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 đó nè. Nhịp điệu cha cha cha. Đó, một cái hot trend TikTok. Quý vị biết năm nay là một cái năm mà chúng ta cũng không có mấy được ngọt ngào trong cái vấn đề cưới hỏi. Và không phải là không cưới được mà là vì đại dịch nó đã đến và nó xảy ra, nên những cái hoạt động của chúng ta chưa trở lại được bình thường. Cho nên những cái món ăn tinh thần về âm nhạc, về nhạc đám cưới thì đang được các bạn khán giả rất là ủng hộ. Thì có lẽ cuối năm nay Nguyễn Đình Vũ sẽ cho ra mắt một cái ca khúc thiên về đám cưới và nhạc cha 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 vui nhộn đó, để dành tặng cho quý vị, cũng như là mình tiếp thêm một cái năng lượng tích cực á. Ở nhà u ám buồn quá rồi, chi bằng hãy nghe nhạc vui. Để biết đâu là trong khoảng thời gian sắp tới khi mà Vũ cho ra mắt thì cái lúc đó là mùa cưới bắt đầu đó. Là ca sĩ mà lên sân khấu là hát Tết cái ca khúc vô, Tết đó. Vô đó anh. Mà ca sĩ mà lên sân khấu hát cái ca khúc đó thì chỉ có thể là ai? À, Nguyễn Đình Vũ lại đắc xô nữa. Dạ. Vừa rồi thì chúng ta đã có một khoảng thời gian trò chuyện cùng với Vân An cũng như là Nguyễn Đình Vũ. Thì không biết là qua phần trò chuyện vừa rồi thì Vân An cảm thấy như thế nào về thần tượng của mình ngày hôm nay? Em cảm thấy là em hiểu nhiều hơn về cuộc sống của anh ý lúc trước. Và em nghĩ là tính cách của anh ý thì phải đổi chương trình tên thành là Ngôi Sao Bia thì sẽ hợp với anh ý hơn. Rồi. Em tưởng là Hẹn Hò Cùng Danh Hề. Rồi, bây giờ không biết là cảm nhận của Nguyễn Đình Vũ như thế nào về phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay? Hai người nhẹ nhàng quá. Em cảm giác như là hai người là một cặp mới cưới vậy á. Còn em mới là người MC nè. Thôi chúng ta tiếp tục chương trình nha. Phần thứ hai của chương trình thì chắc chắn nó sẽ sôi động hơn với những mini game của chương trình dành cho hai khách mời của chúng ta, và xem họ sẽ ứng phó như thế nào với những thử thách của chương trình đưa ra. Và trước khi đến với phần 2, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại, đừng chuyển kênh nhé. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2 của chương trình ngày hôm nay, và trên bàn của chúng ta là hai gói quà chưa được gói. Hai khách mời của chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau trong phần thi này. Ai thắng sẽ nhận được quà, còn ai thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người còn lại. Trò chơi thì cũng rất là đơn giản thôi. Trên đây chúng ta sẽ có hai chai nước màu. Đầu tiên hai bạn sẽ quảnh tù xì với nhau. Ai thắng thì được phép gói quà trước, và người còn lại nhiệm vụ không được gói quà, sẽ phải tung chai nước như thế này. Khi nào chai nước đứng lên như vậy thì chúng ta sẽ đi vào đây để gói quà, và bên kia không được gói quà tiếp tục sẽ phải tung chai nước. Tung đến khi nào mà chai nước đứng lên như vậy thì tiếp tục chúng ta sẽ gói phần quà của mình. Và nhớ, chúng ta thi không có thời gian. Ai nhanh tay gói được phần quà của mình sớm nhất và đẹp mắt thì sẽ giành chiến thắng trong phần thi này. Không biết là sau khi nghe xong luật chơi thì Vân An cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy chắc là khó khăn với anh Vũ rồi. Ủa, trời ơi. Lúc mà con bé nó khó khăn mới tới đó là cái nã mày liền. Trời ơi, con bé sao hiền từ lành quá. Với anh Vũ rồi, đâm một cái phụt trong đây nè anh. Rồi với Vũ thì như thế nào? Dạ thì đối thủ nói sao mình nghe vậy? Để coi. Rồi, hai đối thủ của chúng ta không ai vừa hết. Để xem
họ sẽ thi đấu như thế nào. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng quánh tư xì để xem ai được phép gói quà trước và ai sẽ phải tung chai nước trước. Ngay bây giờ trận chiến bắt đầu. 3, 2, 1. Quánh tư. Chưa. Em có tin anh không? Em không. Em hãy ra cái kéo đi. Anh Vũ sẽ ra cái bao cho em ăn. 3, 2, 1. Quánh tư xì. Em hãy ra cái kéo đi, anh Vũ sẽ ra cái bao cho em ăn. Anh chưa kịp bung ra cái tay anh, nó giờ lo tập cái này nó đứng cứng ngắc rồi. Anh ơi, anh kéo ra giùm em cái. Đó là biểu hiện của sự lương lẹo. Chết rồi, cái là anh định bung ra rồi. Vâng ạ, và chúng tôi chấp nhận lượt thi đấu này. Và Nguyễn Đình Vũ sẽ là người gói quà đầu tiên. Đó là sự tin người quá mức. Nào, 3, 2, 1. Xin mời Nguyễn Đình Vũ. Hãy cùng xem nha. Đứng lên thì mình được gói quà. Bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Tôi thấy tất cả nha anh. Tôi thấy hết tất cả rồi. Nhưng mà không sao. Đổi. Em là người thấy hả? Đúng rồi, tới lượt Vũ thấy. Hãy nhanh tay lên, Nguyễn Đình Vũ cũng khá khéo tay trong việc tung chai nước. Thôi em cố tình thảy hụt để cho con bé kia nó ráng được chứ anh ấy nhìn nè. 1, 2, 3. Anh ơi, em làm được rồi. Dạ em xin lỗi, tự nhiên bé nó thấy cái khúc đó. Chết chắc rồi, tiếp tục tung chai nước. Cách đó không được, em dùng cách khác. Đúng rồi, Nguyễn Đình Vũ đổi. Ê, em đổi rồi anh ơi, xin lỗi em lấy tiếp đi. Rồi dạ. Em lên tung đi. Cố lên. Khỏe khéo tài ghê. Đổi chai của anh Vũ luôn. Thôi được rồi, thôi xin mời, tiếp tục, nhanh lên. Sắp được rồi Nguyễn Đình. Cố lên Vũ ơi, bình tĩnh. Nhẹ hơn nữa. Yo! Đổi bên. Tiếp tục, ra tung chai nước. Thôi. Cố lên, thời gian đang trôi. Chúng ta không thi đấu với thời gian, chúng ta đang thi đấu với đối thủ. Tiếp tục, xin mời Nguyễn Vũ, tiếp tục. Tung chai nước. Tiếp tục em ơi. Đợi. Mình không có cơ hội để chạm vào luôn. Đúng rồi. Cái gì mà hoài vậy trời. Con mắt hay ghê á. Em chơi đàng hoàng chỗ. Áp lực quá à. Anh đừng có nhìn vậy em bị yếu người. Cố lên Văn An ơi, chúng ta đang sắp vượt qua đối thủ của mình. Vì em bị ác xì quá. Ác xì. Ok, và thời gian của chúng ta đang trôi. Và hai người chơi đang cố gắng để có thể về đích. Em bị mỏi cái tay quá anh. Từ đó. Hey. Em bị mỏi tay quá, nó tự văng cái cơ ra anh ơi. Được chưa Vũ? Được chưa? Sắp được anh ơi. Chưa được luôn. Rồi. Kết thúc phần thi ngày hôm nay. Vâng ạ, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với gói quà của Nguyễn Đình Vũ. Vâng ạ, anh ấy rất là khéo tay ạ. Với một cái mặt như thế này thì mọi người có thể thấy là một người rất là khéo tay mới có thể là gói được cái gói quà mà 2D thôi, mình 2D không cần 3D. Mình những hình ảnh nó đang chiếu lên như vậy nó không có bị ngược ngạo. Nếu như mà mình lật ngược lại á. Ủa? Cái gì vậy trời?
Và qua những khó khăn như vậy thì Vân An cũng đã cố gắng hoàn thành xong gói quà của mình rất dễ thương. Đây, người ta là 3D luôn chứ không có 2D giống như là của Nguyễn Đình Vũ à. Như vậy, phần thắng đã nghiêng về Vân An, xin chúc mừng. Để xem là thử thách ngày hôm nay mà Vân An đưa ra cho Nguyễn Đình Vũ là như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách nha. Xin mời Vân An, bạn muốn Nguyễn Đình Vũ sẽ phải làm gì? Em muốn anh phải bâu năm dáng mà kỳ quặc nhất chưa từng ai làm. Cho liền một nhiếp ảnh gia đi ạ. Nhiếp ảnh gia. Tôi sẽ chiều cô, dáng thứ nhất. Bắt đầu chưa ạ? Bắt đầu. Rồi, dáng thứ hai ạ. Dạ, dáng thứ ba ạ. Dáng tập yoga. Dạ, bây giờ là dáng cuối cùng. Dáng cuối cùng. Cũng như là một cái dáng dành tặng riêng cho em. Quên cái chân phải đưa gì nữa. Vâng ạ, cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã vượt qua thử thách. Một phần quà dành cho người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Một voucher ăn uống tại Tasty Kitchen. Đây, hãy thay mặt cho chương trình dành tặng cho người bạn tham gia chương trình cùng với Nguyễn Đình Vũ. Đây, xin gửi tặng cho em. Rồi, chúng tôi có thể chụp hình chung được không ạ? Và em có hứa được rằng là khi em đang cái này thì anh Vũ sẽ được đi chung không ạ? Dạ, em hứa là em sẽ không mời anh. Dạ, quê chưa? Quê anh chưa? Và ngày hôm nay đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Vũ chia sẻ một tí cảm xúc trước khi mình chia tay với vị khán giả nào. Quá vui, quá hạnh phúc, quá năng nổ, anh thấy không? Nãy giờ em ở đây cái miệng em nói từ đầu tới cuối để em coi thử xem coi mình có phù hợp với chương trình không. Chương trình ơi, có những số sao hãy mời tôi với. Mời nhiều vào, tôi sẽ nhận hết. Và vấn đề cảm xúc của em như thế nào khi mà được gặp gỡ thần tượng của mình? Em cảm thấy đây là lần vui nhất của em và được tham gia với anh và thần tượng của em nữa. Em rất là vui. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của chúng tôi, đó là 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người ơi, không ngờ rằng ngoài khả năng sáng tác giỏi và hát hay thì anh Vũ trên chương trình còn là một người cực kỳ vui vẻ, hoạt bát và dễ tính nữa. Nếu mà chỉ có 3 từ mà để diễn tả về cái cô bé fan hồi nãy thì tôi sẽ có 3 cái gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là rất xinh. Gạch đầu dòng thứ hai là rất là lém lĩnh. Và đặc biệt gạch đầu dòng thứ ba cực kỳ thông minh luôn.